Con gái đã có chồng nhưng lần nào về ăn cơm mẹ cũng dành rửa bát và lý do cảm lạnh phía sau. Tình mẫu tử thiên liêng cao cả, dù cho con gái lớn đi lấy chồng, thỉnh thoảng về thăm nhà nhưng vẫn được mẹ hết mực yêu thương. Thậm chí ăn xong bữa cơm cũng không phải rửa bát, nằm dài ra giường, thản nhiên bấm điện thoại. Đến nỗi chị em trong nhà cũng không chịu được mà đến tị nạnh với mẹ. Sao mẹ không để cho Chi rửa? Bằng tất cả tình yêu thương con gái, người mẹ đã nhỏ nhẹ trả lời. Sao mẹ để con Chi rửa hả? Sao mẹ về đây ăn nó nằm như con lợn? Con lấy rửa bằng chó, lần nào xong ta chẳng phải rửa lại. Câu chuyện tình mẹ con hết sức cảm động nhưng lại khiến cho nhiều người vô cùng cảm lạnh vì câu trả lời cực kỳ chất của người mẹ yêu con. Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại: mẹ tôi thì kiểu, rồi mẹ có dạy chưa, chịu dạy đưa nó đi học không, hai nhỏ ăn sáng rồi mà mày còn chưa thức, ý sếp sợ tốn nước ở nhà nên đành tự vào rửa cho nó lạnh, uống thuốc thôi chứ cái kết cảm lạnh đến sốt rét luôn rồi à. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.